Rồi ghê. À, biết cho các bạn mình là Linh đây. Thì mình đang loanh quanh trong kho đồ thì tự nhiên mình thấy quả bom này nó nhìn rất khá là lạ luôn, bởi vì mình không biết nó cập nhật từ lúc nào ấy. Cái quả bom này như cái mình chắc là nhiều anh em vẫn chưa biết cái khả năng của nó. Ở trong chế độ AI thì khi các bạn đáp ấy thì nó sẽ tạo ra một cái vùng tuyết và nó cũng giống các bạn cái hình dung giống kiểu cái cung băng ấy, nó gần gần như vậy nhưng mà nó khủng hơn. Nó sẽ tạo ra một cái khu vực rất là rộng. Ok, đấy, đấy các bạn để ý mấy con này nhá. Boom. Đó, nó bị trói chân luôn này. Rồi ok. Nếu mà khi mà anh em hết bom ấy thì ra đây nhặt tiếp. Nói chung là mình bất tử rồi, mình bất tử bom đây rồi. Tiếp, cố lên. Ok, mình chỉ đáp thôi nhé, mình chỉ đáp thôi nhé. Đúng rồi, cho chú nó ra hết đây. Ô, có cái gờ gì này? Cái gờ là cái gì các bạn này? Nhưng mà mình sợ sợ mấy cái con mà nó đáp đáp ấy, mấy cái con mà nó bắn súng ở trên kia rất là ghét luôn. Ui, mạnh phết này. Để xíu nữa mình cộng thêm cái phải giết mấy con này trước này. Không là nó cứ bắn khó chịu. Ui đau quá, nó bắn đau lắm. Nào ra đây, ra đây đây. Mình phải giết mấy con cửa ở trước này. Rồi ok. Mày để bắn này, bố mày ghét. Ui giờ các bạn thấy nó phạm vi nó rộng không? Ok, mình sẽ giết mấy con bắn này trước đã. Ui, nó bắn rát thật. Ui chạy, chạy anh em ơi. Ui nó bắn rát quá, đồ mày quá đồ hồi máu rồi. Phải giết mấy con đấy trước, không nó cứ bắn tì tì. Cay thật. À để nữa. Rồi ok, rồi bây giờ. Ui cái đàn hồi mình cũng lên được cái này. Đây đây đây. Chó này. Này anh em nhìn nhá. Bay để chùi ui. Như chim luôn. Ui chỉ Linh mới nghĩ ra là mấy cái trò hay như này. Tiếp. Sao mấy con cái con bắn này nó lắm thế. Nào nhanh nhanh. Rồi anh em xem thì nhớ like của mình. Mà nếu anh em nào biết ý, thì có thể lập một cái team nghịch được. Đấy các bạn nhìn này. Đấy bay chết hết luôn này. Khi các bạn cố định nó xuống rồi. Chỉ việc là cầm một đoạn hồn ra chém thôi. Trời ơi phê. Ôi, nói chung mình cầm theo súng máy nữa. Khuyên anh em là nên cầm theo súng máy nhé. Để nó hồi máu ý. Không bọn này nó bắn. Nó đau lắm. Nhìn này, có chó đây. Như có chó hài vậy. Ê, mình tiếp đi. Tránh ra. Thống chết hết chúng. Đây rồi. Cứ phát là nó đầy mà. Các bạn cứ ấn hồi đạn. Ra cái chỗ bình đạn là một đống. Các bạn không bao giờ hết luôn. Đồ ok. Chá. Giết nó. Thôi, chơi nó đi. Ôi, nói chung là mình... Ôi, trời. Mày quá, suy nữa thì mình chết. Ok, mình lại phải lên hồi hồi đại, hồi bom tiếp. Ui, hôm nay trời hơn cả IS anh em ạ. Hôm nay IS ở đây gọi là Elsa và Linh Linh nhỏ. Đấy, ghê không? Nó phạm vi nổ rộng phết nhá. Ok, mình sẽ bắn cho nó nhanh đi. Ui, sao nó đông thế? Từ từ mới tính. Ok, bây giờ mình chỉ dùng bom nhá. Xem bao giờ mới chết hết cái đống này. Đoàng! Tiếp. Ui, bọn này nó đông quá. Nào! Ấy! Cũng nó nổ giết được khá khá này đúng không? Mới tiếp, mới tiếp. Ấy, chết rồi, chật. Ui, nó ép mình vào tường, không làm gì luôn. À, đây. Nào, ra đây. Đoàn, ui. Chúng có mấy con. Rồi, mấy con bắn này. Ui, rồi, à, đây, nhìn con to này xem nó có bị ấy không nhá. Bùm. Ấy, con to nó cũng bị anh em ạ. Tức là nó hình như là con boss này không được. Cái con chúa ấy thì nó không bị đóng băng. Có mấy con như này thì được. Lag luôn ạ. Rồi đây, tiếp tục. Giết cái con này đã. Ui, nhưng mà thôi chắc phải bắn cái con này thôi, bao giờ nó mới chết. Trời nó. Mày đấy. Bắn này. Ghét cái mặt. Ok. À đây. Mình thử chỗ này xem nó có được không nhá. Xem nó mất máu. Không bị mất máu anh ạ. Đây này, nó bị là tạo ra một vùng băng này này. Ôi, nào, đây cộng. Ui, giờ mình khủng lắm rồi các bạn anh bất tử rồi. Bây giờ mình cộng bom nữa, nó mạnh hơn nhiều. Đáo, cái G là cái gì nhỉ? Mình không có để ý cái G là cái gì. Anh em biết cái G, cái nút G ở bên dưới nó là nghĩa, có cái ý nghĩa là gì không? À, đây. Chá, nào. Ui, đau vãi luôn. Phê, tiếp. Buôn bom, mình nhớ cái thời chơi Half-Life vãi luôn anh em ạ. Cái đợt đấy cứ ngồi nhà buôn bom kiểu không đi ấy là đi ở ngoài nhà buôn. Ui trời. Mắc đã luôn. Ui hết cả AI rồi đấy. Ui mạnh nhờ. Xem còn cái gì nữa không?
Rồi, hết rồi. Đợi một tí. À đây đây có cái này. May đây đây. Nhờ chuẩn. Có cái con sách xô kia mệt lắm. À đâu rồi? Ui, phải tránh cái con sách xô này ra, nó bắn nó nổ đấy. Ui, nó nổ kìa, nó nổ kìa. Thôi gì, chạy đi, chạy đi. Thôi, thân này để lo, thân này để lo. Boom, trời ơi, đấy rồi. Giết. Đấy, cho nó cứ đứng im rồi bắn. Mấy con sách xô nó nổ đau quá, mình quên cộng máu rồi. Ui. Ui, từ từ, mình cộng máu đó, mình cộng máu đó. Rồi. Rồi, mình cộng bừa lên. Ok. Đâu rồi, đâu rồi. Nào, thằng này bắn đấy. Ok, mình sẽ trợ dụng nó đâu đồng. Bây giờ mình mạnh hơn rồi, mình cộng quên vừa đấy, mình quên không cộng máu. Ra đây. Dụ cả mấy con sách xô chấp hết. Ôi sao nó chạy đi đâu kìa? Mấy con cờ hói kìa. Nào ra đây. Nào. Boom. Ui chết, gần như là chết hết. Ui chết rồi, làm sách xô quá. Nào ra đây. Ok, mình sẽ đây rồi. Khoa đạn này đúng không? Khi gờ là cái gì nhỉ? À, khi gờ như là chạy nhanh hơn sao ấy. Ok. Đúng rồi. Trời ơi, cái chui vào đây bây giờ mình bất tử rồi. Có nghĩa là mình không bao giờ mình chết đâu. Các bạn yên tâm. Nào, nổ đi. Ai mà nổ bay. Ô, hình như mình nhớ là có thể bay lên kia này. Đây, okay, mình sẽ ra đây thử rồi. À, thôi, đứng đây cho nó có bom anh em ạ. Đó, tiếp. Ui, chỗ này gọi là buôn bom đích thực rồi. Nào. Nổ, ui dồi, nó nổ gần như là không mất máu anh em ạ. Đây. Ở đâu ấy? Tiếp. Ui. Rồi, ok. Chết rồi. Đâu ấy? Ui, lag đây. Vì sao vậy? Ui, nó cứ hơi lag kiểu gì anh em ạ. Hơi bị đen. Ok, đứng đây buôn bò tiếp. Ui, nó đông quá, kiểu không thể đứng vào trong được ấy. Ui, nhìn nó đông chứ kìa. Nó. Ui trời, banh xác. Phải hơn bom nguyên tử anh em ạ. Tiếp. Rồi, trời ơi, nhìn nó đã không. Tiếp nào. Nhưng mà chắc là mình không qua được nổi con boss đâu. Cái con boss nó ở tận ở trong kia. Chắc nghỉ chơi quá. Tiếp. Đây, nhìn các bạn nhìn nhá. Ui, cái phạm vi nó lan kinh khủng luôn. Nào, tiếp. Tiếp. Đoàn. Ui, phải phê vãi, giờ mới biết cái khả năng của mấy cái quả bom Sida này. Ui, cứ nổ phát là chết cả đống này. Mọi con chó này, cho con chó thì thịt chó đông lạnh. Tiếp nào. Ui, mấy bọn kia đừng cứ bắn này. Còn mấy con này thì bắt buộc phải bắn này. Bắn này, mày chơi đi. Trời ơi, súng thì nhà không có gì ngoài đạn cả. Bới vào đấy. Rồi, tiếp tục. Rồi, còn hai con này các bạn. Các bạn muốn làm thịt như nào đây? Này, thì được. Đoàn. Ô, con này, như các bạn nhìn đấy. nhìn nó tội vãi. Ok, lại bây giờ là phải bắn cái này. Rồi, nói chung là cái quả bom này, cái nhiều khi anh em nó rảnh rỗi sinh nông nổi. Thì vào nghịch cái cầm cái quả bom này cũng được. Hình như là quả đấy mua theo cái. Lúc đầu mình cứ nhìn nhầm cái quả này là cái quả bom oxy đấy. Thế là mình cũng không để ý. Giờ mới biết cái tác dụng. Ôi giờ toàn mấy con này sao chơi. Ôi cho nó ra đây đi. Thịt chó đông lạnh này. Đoàn. Nào ra đây. Đúng là rảnh vãi rồi các bạn. Cộng gì nữa nhỉ. Mình chả biết cộng gì nữa. Đây. À. Đợi mình ra đi đánh boss liều chết đi. Sống lên. Đoàn. Ôi không chết à? Đây sao bọn này nó trâu thế? Ấy có đoàn hồn nó ấy này. Ok, đoàn hồn mình đang có cái chức năng đặc biệt này. Đợi mình rụ vào đây đã. Mày là bay đi. Bay đi. Ôi trời, cái chỗ này khó quá anh em ạ. Cái con boss cái nó xa ấy, với cả toàn cái con mà bắn không. Ui nó nổ ấy, đau thế. Đau đấy, trời ơi. Sấy. Giờ đến giai đoạn sấy. Sao mấy con chó này mày nó đẻ đâu ra vậy? Trời. Đau. Ăn thịt chó nhiều nó ngấy chứ. Đời. Ok. Nói chung là mình cứ hết máu mình bấm F lên là lại đầy thôi.
Rồi, cho mình dụ nó ra đây để mình đáp. Đâu? Thôi nhưng bây giờ quả bom mình cảm giác nó yếu đi nhiều nhiều bởi vì do nó còn mấy con AI nó nhiều máu hơn ấy. Thế bây giờ mình đáp lâu, còn lâu nó mới chết. Rồi các bạn nhìn bọn kia nó còn múa trên kia nữa. Thua. Đây đây ra đây. Sách xô này. Đoàng. Rồi mình sẽ nhìn kỹ kết cấu sách xô. Đít lép. Đít thì lép. Sách thì cái xô thôi đùng nhìn gọi là sách vữa nặng hơi bị nặng quá nên là tội bay. Cóng hết cả lưng. Ôi cho nó ra hết đây. Mày. Ôi chắc có khi mình phải ra bắn rồi anh em. Chứ mấy con kia nó cứ nhảy trên kia nó có xuống đâu. Ôi đứng đây tỉa đây. Nào bơi hết vào đây. Ôi xảy nốt đoạn này chắc mình té thôi. Chứ mình nếu mà chơi hết cả cái bàn AI này chắc ngày mai mới xong rồi. Cứ đáp mấy quả bom này bao giờ nó mới chết. Kiểu AI nó bây giờ nó nhiều máu hơn ý. Quả bom thì nó cứ các bạn phải tích ra phải e và đi gần cái chỗ cái kho đạn kia thì mới được. Đâu rồi? Múa này. Ghét cái mặt. Ở trên kia như toàn mấy con snip bắn luôn. Đây là nó cứ nhảy. Ghét vãi luôn ấy. Kiểu nó cứ trêu người ấy. Cày thật. Ở đây. Ui. Đứng lại. Đẹp. Mẹ. Bố nạp cái này bố xấy chết cha chúng mày. Ghét vãi luôn đi. Ôi dồi ôi, cái này nó làm lâu quá. Mày đúng rồi, đứng lại, mày có đứng lại không? Tao bảo mày đứng lại. À, sấy không trúng. Nó té linh tinh quá. Rồi, trúng rồi. Rồi, double kill rồi. Nó con này nữa. Ơ rồi. Mày ngồi. Ôi, chết à? Đâu rồi? Ok, sắp hết rồi, có con nữa. Đâu rồi? Where are you? À đây. Ôi dồi ôi, giết mình cũng mệt vãi luôn. Đâu rồi? Ôi sao nó càng ngày nó càng đông rồi. Còn hàm mấy. Ôi, mình cứ giữ bắn nó lại ra này. Rồi, nói chung là nghịch vui vui của bom này cũng thấy vui hết mà. Nếu mà em thử ấy, thử cái map AI đầu tiên ấy xem nó chơi dễ hơn không? Bởi cái map đấy nó nhỏ hơn ấy. Với cả gần cái kho đạn nữa, cái kho tiếp đạn ấy. À nó núp này. Bọn này mất dậy thật. Đâu nữa à? À tao thấy mày, tao thấy nó nát đầu con đấy. Đây. À nó núp tận đây. Ô, vẫn chết ạ. À đây. À chết rồi. Ok. À, có khi clip mình sẽ tạm dừng ở đây nhá. Anh em xem nhớ like của mình. Dạ. Yeah. Ê, cái đầu nó 2 phát này. Được 2 phát. Dạ, yeah. Bye.